Từ trước tới giờ có lẽ các bạn con đã biết bắt con cua được gọi là ốp bi thì nó có rất là nhiều cách để có thể thực hiện. Ví dụ như ngày xưa mình có thể chơi sử dụng xe lăn để bắt con cua nè, chạy xe đạp cũng bắt con cua được luôn, sử dụng dép bắt cũng bắt con cua được luôn. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ bắt con cua ở trong cái bụng này nè các bạn. Nghe nó ghê đúng không? Nghe ảo ảo đúng không? Nhưng thiệt đó các bạn ơi, mình sẽ cùng với những bạn này bắt con cua ở trong bụng nha các bạn. Rồi và bây giờ thì chúng ta bắt đầu luôn các bạn. Thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái đường. Rồi nhưng mà tuyết hơi nhiều nha, tại vì đang Giáng sinh mà các bạn. Chắc là qua Giáng sinh rồi nhưng mà chẳng còn tuyết. Rồi bây giờ mình sẽ thử chọn một người, ví dụ như con chó Shiba này đi. Chó Doge các bạn. Hiện tại cơ thể của mình đã to hơn bình thường rất nhiều. Vì các bạn biết sao không? Tại vì con chó Doge đang trong cơ thể của mình và những người này cũng đang như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là cho con chó Doge nó bay qua bên kia nha các bạn. Rồi sau đó là nó sẽ gọi là hạ chạm vô cái cờ này để mình qua nha. Rồi ok, giúp anh qua đi em ơi. Đấy. Rồi tiếp tục, mình đang trở lại một người bình thường đúng không? Mình sẽ Đấy, các bạn nhớ nha, mình là màu xanh dương, con chó Doge là màu đỏ. Nếu như mà chọn sai á thì sẽ không qua được. Ví dụ như đây màu đỏ mình sẽ không qua được nha các bạn. Mình sẽ để cho con chó Doge này nó gọi là ăn mình vô. Đây, ăn anh đi, rồi đi qua bên kia. Ăn anh đi em. Trời ơi, mình đang ở trong cái miệng của nó này các bạn thấy chưa? Ghê chưa? Bây giờ nha, nó sẽ gọi là hai ba. Ôi! Leo qua chứ, sao tự nhiên ném anh qua? Làm lại nha. Đó, nó đang nhảy qua nè các bạn thấy chưa? Mình có thể nhìn nè, rồi ném anh qua bển. Ném qua bên kia. Ném qua bên kia kìa, đúng rồi, ném qua. Wow. Đơn giản vậy thôi. Rồi, mình sẽ kêu đồng đội của mình qua nha. Qua đây với anh nào em ơi. Đâu rồi, chó đâu ghê rồi. Qua đây. Rồi, mình sẽ gọi là ăn nó vô nha. Ủa nó rồi. Ủa nó tiếp. À đây, đây các bạn ơi. Đây, ăn nó vô này các bạn. Rồi đi nào nữa. Điều này, đó, chỉ đơn giản vậy thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ ăn nó vào và cơ thể chúng ta sẽ gọi là được ở trong bụng của nó nha các bạn. Ôi, cái này sao đây, cái này màu xanh mình qua luôn, khỏi cần phải ném. Đó, ghê chưa. Nhưng bây giờ là mình phải cho nó gọi là ra để nó leo lên đây, mình mới gọi là hạ được. Rồi, ăn em, ăn anh đi. Trời ơi, nó bỏ mình sao, mình đâu có leo được. Các bạn nhìn đi, cái này màu đỏ sao mình leo được, thấy chưa. Phải ăn mình vô. Ăn anh đi, rồi mới qua được. Trời ơi, bó tay với thanh niên này luôn. Phải hướng dẫn chơi nữa. Không sao các bạn ơi, mấy lần đầu nên mấy bạn này cũng còn hơi gà. Trời ơi sao nó gà vậy ta. Hay là mình cần giúp đỡ không? Đây mình có thể nhìn ở ngoài được nè. Hoặc là mình nhìn nó còn ở từ trong bụng ra được nha các bạn. Đó. Rồi nhảy đi em. Nhảy tiếp tục. Nó có gì đâu. Các bạn thấy chưa? Thấy đang trong bụng chưa? Đấy. Ui xương rồng, xương rồng. Xương rồng nè các bạn. Wow. Rồi cái này nó phải nhả mình ra rồi. Nó phải nhả mình ra mới bắt con cua được. Nhả ra đi em. Ui trời ơi sao không nhảy vô bức tường ấy. Rồi, vô, tiếp tục. Đấy, thấy nè, ăn em. Ai dám ăn em, nó kêu mình ăn chó đồ ghê, sao mình dám ăn các bạn. Trời ơi. Rồi, được rồi, bây giờ là mình sẽ cho nó qua bên đây. Trời ơi, đứa nào xì hơi vậy? Cái nút này là nút gì trời? Trời ơi, nút xì hơi. Rồi, tiếp tục. Trời ơi, nghĩ sao mà ăn con chó đồ ghê này vô là sai lầm luôn các bạn ơi. Rồi, bay qua kia, đúng rồi, cho anh bay qua kia. Bài qua, canh chuẩn nha. Đây mình sẽ xem coi. Wow, tuyệt vời. Rồi qua đây với anh em. Qua đây với anh nào. Ok, lần này mình phải bắt con cua chuẩn mới qua được. Mới được các bạn ơi. Rồi từ từ nha. Cái này mà rớt cái cũng quê lắm á. Cái này dễ mà. Đấy, cái này dễ mà các bạn. Rồi đi đâu nữa. Qua đây, ok. Rồi tiếp tục đi đâu đây. Hình như là mình phải ném ở bên kia. Phải có một đứa ném qua kia các bạn ơi. Ném qua bên kia. Ủa ném tới không? Hay quá, tới rồi các bạn ơi. Checkpoint anh ơi, anh em ơi. Hay lắm. Rồi đi thôi. Cái này chúng ta khỏi tự đi, khỏi cần phải ăn. Đi em ơi. Tự đi luôn khỏi cần phải ăn nha. Rồi cái này là cần phải nhờ sự giúp đỡ của mình rồi. Tại vì cái bức tường này là màu xanh mà con chó nó đâu qua được đâu. Bây giờ sao ta? Ủa cái tường này sao mình qua không được? Ồ. À, mình hiểu rồi. Bức tường này nó cản mình qua không được. Thanh niên này màu xanh này phải qua được nè. Rồi, sau đó anh nó ăn mình. Nó ăn mình xong mình đi bển. Đó, nó ném mình bển. Xong mình ăn nó. Ném đi em. Ây da, hay lắm. Tuyệt vời. Đấy, thấy chưa. Rồi, tiếp tục nha. Từ từ để mình chắc cái này được không. Rồi, từ từ. Qua luôn. Hay quá. Oh no, anh sẽ cứu em. Trời ơi, làm hết hồn. Rồi, hay quá. Từ từ, anh ném vào cho. Từ từ. Mình sẽ đứng xa xa lên tí. Mình ném vào cho nó chuẩn các bạn ơi. Rồi,
Đấy, được rồi, ngon, 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 ngon. Hay quá em ơi, rồi tiếp tục nha. Ủa đoạn này giờ đi đâu đây? Let's go, wow, qua rồi, rồi. Yo, ném. Ủa, anh đi bị gì ấy? Ok, rồi, tiếp tục ăn anh đi em. Ăn anh đi, hãy ăn anh đi. Rồi, cho các bạn nhìn góc nhìn này để cho các bạn thấy được mình ở trong bụng của nó như thế nào. Đó, ở trong bụng là phải như vậy các bạn. Anh niên này bắt con cua chắc hơi căng rồi nha. Qua, qua, đúng rồi, đó, theo cái chớn. Đúng rồi, đó, đơn giản không? 100m đầu tiên, từ từ. Cho anh ra. 100m đầu tiên rồi các bạn. Yes sir. Chúng ta phải check boy 100m đầu tiên các bạn. Check boy. Ok, 100m đầu tiên mình đã lên trên đỉnh rồi. Wow, ghê gớm đấy. Đi theo anh, anh sẽ giúp em lên. Ơi mà khoan, ở trên này còn có bán gì không đã? Bán gì không ta? À, nó sẽ bán những cái gọi là đồ để hỗ trợ chúng ta. Nhưng mà tất cả đều bán bằng robot. Thôi, cái này thì thôi, không chơi được rồi. Thôi đi qua thôi, cái này khỏi cần phải ném gì hết á. À, rồi, lên. Lên. Ê, từ em ơi. Từ, không cần phải lên gấp đâu. Lên không? Lên chưa? Hay quá, mình ném đồng đội mình lên trên rồi. Rồi, kéo anh về. Hay lắm em ơi. Rồi ăn anh luôn đi, Lên đây. Đấy, rồi tiếp tục. Đấy, cái này khó nha bạn, càng lúc càng khó đó. Hiện tại là mình được hơn lên 20m rồi. Ê, từ từ em ơi, anh niên này nhảy nhìn ghê quá. Rồi, to rip the pin back. Rồi xuống luôn. Ít cho team. Xuống luôn. Xuống luôn. Vô luôn em. Trời ơi, người ta nói là phải có team mới vô được. Tại vì cơ thể to như thế này nè mới vô được cái bài này. Ném mình quẩn nha, đừng rớt nha. Mình bảo nhựa rớt á. Rớt em ơi. Rồi ok, 140 mấy mét rồi, gần 550 mét rồi bạn. Đứng lên nào. Rồi để anh mấy đứa đi chung cho nó vui chứ. Mấy đứa đi cho ném mình đổi đi luôn các bạn. Hảo hán. Rồi, rồi qua luôn. Đây tiếp tục. Cái đoạn này hình như là nãy mình rớt đúng không? Biết mà. Đoạn này dễ nè các bạn. Đây. Đoạn này nãy mình với chó Shiba hơi quằn nè. Ấy trời ơi, sao vậy em? Sao vậy? Phải lên chứ. Đứng sát sát rồi cho chắc. Quá. Ôi trời nó lắc. Rồi. Qua luôn em ơi. Đây anh cho em tiếp. Anh cho em đi tàu lượn siêu tốc nè. Đó, đã chưa? 155m rồi các bạn. Như cũ rồi nha, u như kỹ rồi nha. Rồi. Khỏi cần nuốt anh đi qua đi qua đi qua đi. Qua đi. Đúng rồi. Lỡ có té thì anh còn trách tôi được. Thanh niên này biết nè, thấy không? Thanh niên này biết được. Đó, phải biết như vậy chứ đừng có mà kéo mình theo làm chi. Đấy, cố lên em ơi. Sao mày bắt con cua gà vậy? Ơ tính ra trong team mình bắt con cua gà nhiều bộ. Rồi đi thẳng qua bên kia luôn. Đến đoạn quan trọng rồi các bạn. Đoạn này hồi nãy ném sai. Buồn, buồn rớt nước mắt. Ok chưa? Qua nào em ơi. Chắc đôi lẹ lẹ đây em ơi. Ok. Chúng ta sẽ lên đường thôi. Qua nè. Qua nè. Ủa khoan. Hồi nãy. À. Ví dụ như nếu như mình. Ơ sao mình té đây vậy? Ơ sao mình nằm đây vậy? Ơ sao vậy? Nếu như mà mình rớt ở đây thì mình có thể quay trở lại đi được mà. Từ từ nha. Cái đoạn này hồi nãy nói chung là mình qua được á, do mình gọi là mình thích khỉ khỉ lên bạn. Nên là đó, đoạn này qua được mà. Đừng có để rớt là được. Đứng sát sát cái mí vô. Rồi vô. Qua. Ô. Gì vậy? Qua đi em. Ơi. Bị lắc rồi. Thanh niên này bị lắc hay sao ấy? Qua. Ôi ôi, hú hồn luôn bạn. Thanh niên này bị lắc hay sao á? Rồi. Vô. Ê từ. Ây da. Nữa hả? Qua. Ê. Nhảy lên em chụp em. Anh chụp nè. Ôi còn chạy đâu nó không biết nữa. Thiệt tình, nhảy lên là mình chụp nó được rồi. Vậy là khi mà ném á, các bạn đừng có nhảy, các bạn cứ ném mà bình thường thôi. Nhảy lên là nó không cho. Trời ơi, giờ biết kiểu này luôn á. Đâu rồi, từ, đường nào. Đường nào đây? Tiếp nữa hả? À, ném qua đây các bạn. Từ. Rồi. Qua. Ôi. Ủa. Cái gì vậy? Sao mình ném nó mà? Chết hỏi. Mình ném nó mà mình té à? Kỳ vậy? Oh no, cái thanh niên này nè. Chính là cái thanh niên này đã hại mình các bạn.
bó tay luôn. Ném luôn bạn ơi, cay quá rồi. Anh tức em đã giờ đấy. Anh tức em rồi đấy. Được rồi, mình sẽ đem nó chỗ nào mình ném rồi. Trời ơi, hết cứu gì mà hết cứu. Từ 150 mấy không, gần 200 mét, bây giờ còn 15 mét. Cay quá mà, cay quá mà. Rồi rồi, ra đây. Ra đây anh sẽ đưa tiễn em một đoạn. Người anh em à, anh em gì nữa, đưa tiễn nó một đoạn các bạn ơi. Vô vĩnh biệt cũ trước đi em à, cầu nguyện đi. Hết cứu rồi, em là hết cứu rồi, hết cứu nổi rồi. Lên đường. Ơi các bạn thấy không, mình ném người ta mà mình lại rớt ảo thật đây. Thôi quá ảo rồi, cảm ơn các bạn. Ăn luôn cay quá. Cảm ơn các bạn xem video này nha. Và nếu thấy đừng quên like cho mình một like, và đừng quên mình sẽ mình comment cảm nếu phải chơi muốn hộ mình nha. Và đây giờ mình đang ở mức độ đó là âm 8 mét, là ở dưới lòng đất đấy các bạn. Rồi bye bye.